Thưa quý vị, xã Vĩnh Tế hiện duy trì 5 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn. Các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững không chỉ tuyên truyền cho người dân các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước mà còn là nơi để người dân được học tập chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn kết yêu thương, phòng chống bạo lực gia đình, qua đó từng bước lan tỏa tinh thần xây dựng gia đình hạnh phúc đến với mọi người. Điển hình như gia đình chị Dương Thị Thu Thủy, ngụ ấp Vĩnh Khánh 2, gia đình có 5 thành viên. Mỗi thành viên trong gia đình chị đều ý thức được trách nhiệm của mình, đoàn kết chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng với việc chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình chị luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, nỗ lực cố gắng để có một cuộc sống đầy đủ cả vật chất và tinh thần. Thu nhập chính trong gia đình là làm nông. Bên cạnh hai con cũng có công việc ổn định nuôi dạy cháu ăn học đầy đủ. Với quyết tâm ổn định về kinh tế để xây dựng gia đình hạnh phúc, bản thân chị cũng làm thêm nhiều công việc bán thời gian, ai thuê gì làm nấy để tạo thêm thu nhập cho gia đình. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng không ngại khó ngại khổ, có ý chí phấn đấu bằng sức lực của mình để ổn định cuộc sống. Như vậy mà cuộc sống gia đình chị ổn định về kinh tế và có nhiều điều kiện tốt hơn chăm sóc gia đình chu đáo và nuôi dạy con cháu thành đạt. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, chị còn có sự động viên chia sẻ của hội liên hiệp phụ nữ xã. Với những kết quả đó, chị xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình cho nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo về tinh thần cần cù, cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. Nhà tôi thì làm nông, tôi thì uh, rảnh thì uh, tôi chạy ra ôm. Ai mướn gì tôi làm nấy, tôi cũng có làm bồi dồi duyên ban đêm, đang thu nhập uh, tiếp phụ gia đình. Hay gia đình cô Nguyễn Thị Ê, ấp bà bài, Cô không chỉ là người phụ nữ giàu nghị lực vượt qua khó khăn dương lên phát triển kinh tế gia đình, mà còn là tấm gương sáng trong nuôi dạy con cháu ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình cô có 7 thành viên, hai con của cô đi làm ăn xa để ba cháu ở nhà cho ông bà chăm sóc và nuôi ăn học, thu nhập chính cho gia đình từ buôn bán cây kiển. Tuy khó khăn, nhưng gia đình cô luôn quan tâm chăm sóc cháu và cho ăn học đến nơi đến chốn, luôn động viên các cháu chăm ngoan học giỏi. Gia đình cô luôn ý thức được việc học là quan trọng. Cô luôn dạy các con, cháu, ý thức tự lập từ nhỏ, cố gắng học tập để có nghề nghiệp, không ỷ lại vào ông bà cha mẹ. Cô luôn hướng dẫn các con cháu làm những việc nên làm, tránh xa những cám dỗ, tệ nạn xã hội. Gia đình luôn là tấm gương mẫu mực để các con cháu học tập noi theo. Như hiểu được những mong muốn của ông bà cha mẹ, các cháu của cô đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và biết chia sẻ mọi việc trong gia đình. Hiện tại, đứa cháu lớn đang học đại học ở Vĩnh Long, đứa cháu thứ hai học nghề hớt tóc và cháu nhỏ đang học lớp 2, đạt học sinh giỏi của trường tiểu học Chu Giang An. Thì trong cái lúc tôi cho cháu đi học đó là gia đình cũng rất khó khăn Nhưng mà trong lòng tôi ước nguyện rằng là tôi phải ráng cố gắng để là cho cháu đi học để sau này Được thành đạt giúp cho xã hội rồi giúp cho cả gia đình Còn gia đình chú Lê Giang Đạo ấp vĩnh khánh một xã vĩnh tế là một gia đình gương mẫu hạnh phúc nhiều năm liền đều đạt gia đình gian quá gia đình chú có 8 thành viên nuôi dạy hai con thành đạt và có gia đình riêng thu nhập ổn định để có được cuộc sống như ngày hôm nay gia đình chú luôn động viên nhau cùng cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn nuôi dạy con cái nên người trong gia đình dù cuộc sống có lúc này lúc khác có khó khăn nhưng vợ chồng chú đều học cách lắng nghe biết kiềm chế không lớn tiếng chia sẻ việc nhà động viên nhau hoàn thành tốt công việc có như vậy cuộc sống gia đình mới được bền chặt gia đình tuy không khá giả nhưng nuôi dạy con cháu rất mẫu mực yêu thương nhau sống chung một mái nhà luôn cố gắng dành nhiều thời gian chăm lo dung vén cho gia đình luôn là tấm gương để con cái noi theo giữ gìn nề nếp luôn động viên giáo dục các con cháu sống hòa thuận biết kính trên nhường dưới thương yêu đùm bọc lẫn nhau biết chân lời ông bà cha mẹ quý trọng người lớn tuổi kính trọng bà con lối sớm nhờ vậy các thành viên trong gia đình luôn luôn sống vui vẻ hòa thuận. ở trong gia đình thì phải có sự yêu thương đồng bọc lẫn nhau ví dụ nhường nhịn lẫn nhau ở trong gia đình ông bà thì phải làm gương cho các con rồi các con đó lại là làm gương cho các cháu cho nó nên người tức hòa thuận thương yêu lẫn nhau. không chỉ có gia đình chị Thu Thủy, cô Ê hay chú Đạo nhiều thành viên của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn xã cũng nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Những tấm gương gia đình tiêu biểu đó đã góp phần từng ngày lan tỏa tinh thần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng và tiến bộ đến với mọi gia đình. Qua cái thời gian mà vận động mà thành lập cái câu là các câu lạc bộ phát gia đình phát triển bình dẫn trên địa bàn xã thì có nhiều gương điển hình tiêu biểu như hộ Nguyễn Thị Hiếu ở ấp 1 thì xây dựng gia đình hạnh phúc, hộ Dương Thị Thu Thủy ấp 2 thì phát triển kinh tế gia đình và cái hộ cô Nguyễn Thị ề thì nuôi con cháu ăn học thành đạt thì trong qua những cái gương điển hình trên cũng rất mong rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã sẽ có nhiều gương điển hình để cái câu lạc bộ phát triển bình dẫn của địa bàn xã phát triển hơn nữa. Có thể nói, câu lạc bộ gia đình phát triển bình dẫn ở xã Dinh Tế đã phát huy hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều thành viên tham gia, nhiều tấm gương gia đình tiêu biểu đã vượt khó phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm. Những đóng góp tích cực đó đã hình thành việc xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội xã phát triển.